Những chiếc xe điện tự lái này đã trở thành hình ảnh thường ngày ở khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh, nằm tại quận Đại Hưng, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện đã có tới 28 nhà phát triển xe ô tô tham gia vào chương trình thí điểm xe điện tự lái, với tổng cộng hơn 800 chiếc xe đang lưu hành tại khu vực này. Tổng quãng đường đã chạy trong chương trình thí điểm vượt quá 20 triệu km. Ngoài Bắc Kinh, chúng tôi còn mở dịch vụ cung cấp xe không người lái ở Vũ Hán, Thâm Quyến và Trùng Khánh. Công ty chúng tôi đã thực hiện tổng cộng 5 triệu chuyến xe và tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt trên 95%. Bên cạnh dịch vụ xe tự lái, một vài công ty như NIO đã cung cấp dịch vụ thay pin xe điện tự động, có thể thay pin mới cho xe chỉ trong vòng 3 phút. Chúng tôi đã mở tổng cộng 2.382 trạm đổi pin ở Trung Quốc. Cách đây 2 năm, chúng tôi cũng đã mở các trạm thay pin tương tự ở châu Âu và tới nay đã có gần 40 trạm đổi pin xe điện. Xe điện và xe điện thông minh là lĩnh vực được đầu tư lớn tại Trung Quốc và chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp mũi nhọn này. Hệ thống xe năng lượng mới và các xe có khả năng kết nối thông minh đã phát triển lên thành một chuỗi công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc, tích hợp trong đó trí tuệ nhân tạo AI, là xe tự động, phần mềm và các hệ điều hành. Chuỗi công nghiệp này sẽ đóng góp lớn cho sự tăng trưởng GDP và tạo ra nhiều việc làm. Các tổ chức nghiên cứu dự báo xe điện Trung Quốc sẽ chiếm hơn 60% thị phần toàn cầu vào cuối năm 2024.